cố tình đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà. chín năm sau, con dâu chết lặng trước tài sản của bà cụ. Đồng ngũ, người làng Phụng Sơn là một đứa con bất hiếu. Bố qua đời từ khi đồng ngũ còn nhỏ, một mình bà Lưu vất vả nuôi con khôn lớn. Khi con trai đến tuổi trưởng thành, dù gia cảnh khó khăn, song người mẹ tần tảo vẫn cố gắng kiếm vợ cho con. Dùng toàn bộ số tiền dành dụng được nhờ người mối lái cho cô gái có tên là Hoa ở làng bên. Ban đầu, cô này không đồng ý, nhưng sau vì thấy tuổi tác đã cao nên chấp nhận lấy ngủ, kém sót tuổi làm chồng. Sau khi về làm dâu, Hoa tỏ ra rất không hài lòng với mẹ chồng, thường xuyên mỉa mai bóng gió, nói bà ăn hại, bắt chồng phải ra ngoài kiếm tiền, nếu không cô ta sẽ bỏ nhà đi, không sinh con đẻ cái, cho nhà họ đóng. Bà Lưu hiểu ý đồ của con dâu, lại nghĩ cho hạnh phúc của con trai và cũng muốn dòng họ có người hương khói nên quyết định ra đi để con trai có thể sống yên ổn với con dâu. Động ngủ, vốn tính nhu nhược, bị vợ lấn át, không dám nói nhiều, chỉ biết nhìn mẹ già lầm lũi ra khỏi cửa. Muốn ra tiễn mẹ nhưng bị vỡ nguyết, anh ta vội cúi gầm mặt xuống đất, không dám nói nửa lời. Bà Lưu ra đi bịt tích, bật vô âm tính, không có mẹ chồng trong nhà, cuộc sống của đồng ngũ và vợ trôi qua yên ổn hơn trước. Về phía bà Lưu, sau khi ra khỏi nhà, bà đi bộ suốt đêm, sáng hôm sau mới lên đến trung tâm huyện. Đến một nơi lạ lẫm, không có một người thân quen, bà cụ không có chỗ nào để đi, đành phải xuống gầm cầu tá túc. Không có gì để ăn, bà đành nhặt đồ người ta vứt đi để chống đỡ những lúc đói lòng. Quần áo rách, bà phải nhặt những thứ đồ bỏ đi để mặc và bám vào việc nhặt rác ăn xin để mưu sinh. Ngày hè còn đỏ, mùa đông tuyết rơi lạnh thấu xương. Có những lúc bà Lưu đã nghĩ mình không thể vượt qua được cái rét cắt da cắt thịt. Co ro ôm người ngồi dưới gầm cầu. Lần bị ngất đi, bà được một người qua đường tốt bụng gọi điện đến đường dây nóng 120 nhờ các bác sĩ đưa đi cấp cứu. Sau đó, người phụ nữ đáng thương được gửi đến trạm cứu trợ để chăm sóc. Tuy nhiên, khi các nhân viên ở đây hỏi địa chỉ để đưa về nhà, bà Lưu nhất định không nói. Tối đó, bà tìm cách trốn khỏi nơi ấy, lại trở về gầm cầu. Trời sáng, nghĩ rằng mình không thể ở lại huyện, bà quyết định tìm đường lên thành phố. Cả đời lanh quanh trong làng, con trai cũng đã có gia đình, không còn gì phải bận tâm. Bà Lưu nghĩ đây cũng là một cơ hội để mình ra ngoài mở rộng tầm mắt. Đi đến đâu, sống tới đó, cứ đi đến khi nào không đi được nữa thì thôi, cũng may bà có sức khỏe tốt vừa đi vừa ăn xin cuối đường người phụ nữ khốn khổ cũng tìm đến được thành phố thành phố thật lớn các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát xe cổ tấp nập trên đường khiến bà lú lẫn không thể xác định được phương hướng không biết đi đâu bà liền đi thẳng đến gầm cầu vượt ngồi nghỉ bên vệ đường một ông lão đẩy chiếc xe bán khoai lang nướng khiến bà chú ý khoai lang ở quê bà người ta chỉ dùng cho heo ăn vậy mà ở thành phố có thể đem ra bán lấy tiền sao phát hiện này khiến bà lưu cảm thấy ngạc nhiên lắm bà đứng dậy tiến lại hỏi ông lão bán hàng anh à khoai này đúng là có thể bán sao ông lão nhìn người vừa hỏi mình thấy bà ăn mặc rách nát liền đoán ngay đây là một người nếu không phải vì quá nghèo hẳn là bị con cái đuổi ra khỏi nhà phải đi lang bạc nghĩ vậy ông trả lời đúng thế nếu cô không muốn chết đói hãy làm như tôi đi tìm việc gì đó làm vẫn hơn là không có việc làm sẽ không phải đi ăn xin ăn xin không tốt cho sức khỏe đâu về sau sau khi học được cách nướng khoai bà lưu được ông lão bán khoai giúp đỡ nhiệt tình cho vay tiền đặt mua lò nướng và dẫn đến chợ đầu mối mua than và khoai chỉ đến khi thấy đồng nghiệp có thể tự làm một mình ông lão tốt bụng kia mới yên tâm chuyển sang địa điểm khác để mưu sinh mùa đông đến tuyết rơi dày khiến mặt đường đóng băng dày người ra ngoài vì thế cũng ít hơn thế nhưng bà lưu vẫn cần mẫn đẩy xe hàng ra phố những ngày lạnh giá trời nhanh tối dù thành phố đã lên đèn nhưng bà lão bán khoai nước vẫn lầm lũi chờ khách muốn giúp bà lão được về nhà sớm các nhân viên làm việc đằng sau bức tường kính của tòa nhà cao tầng gần đó liền chạy ra ủng hộ không chỉ mua họ còn quảng cáo giúp nhắn cho bạn bè qua mua khoai để bà lão cho bà lão mau hết hàng. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã 9 năm. Bà Lưu vẫn cần mẫn đẩy xe khoai đi bán trên thành phố, còn ở quê nhà, một năm sau khi bà Lưu bỏ nhà đi, con dâu và con trai bà có thêm con. Đứa bé hiện đã 8 tuổi. Một hôm đứa bé đi học về liền nói với bố mẹ rằng bà nội ở thành phố làm ăn rất phát đạt, trong thôn có người nói bà ở thành phố kiếm được hơn 1 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 3 tỷ đồng Việt Nam. Thông tin này khiến vợ chồng động ngũ kinh ngạc tột độ, vội hỏi con trai, ai nói? Đứa trẻ trả lời là trưởng thôn ở thành phố vừa về họ lập tức chạy sang nhà trưởng thôn. Người này xác nhận đúng là đã gặp bà Lưu, thậm chí bà còn được lên báo của huyện. Thông tin trên đó viết rằng làng bạc 9 năm, bà tiết kiệm được 1,2 triệu nhân dân tệ. Trưởng thôn chưa kịp nói hết, chị vợ liền quay sang nói với chồng. Thật không ngờ mẹ anh giỏi thế, chúng ta đi đón bà ấy về, không thể đối xử tệ với mẹ anh được. Đồng ngũ vừa kích động, vừa cảm động, lập tức nghe theo lời vợ. Ngày họ đến thành phố là ngày tuyết rơi rất dày, bà Lưu đứng cạnh góc đường nướng khoai lang. Theo thời gian, bà đã già đi nhiều, nhưng khoai bà bán vẫn chín đều và thơm ngon như xưa. Gần đến chiều tối, bà đã bán hết khoai, nhưng những người bên trong tường kính vẫn chưa thấy bà về. Nhìn kỹ hơn, họ thấy bà ngã xuống đống khoai, giống như đang ngủ. Có người cảm thấy có điều gì bất thường, vội gọi điện cho đường dây nóng 120 gọi xe đến đưa bà đi cấp cứu. 30 phút sau, bác sĩ đi ra thông báo bà đã không qua khỏi. Những người có mặt lúc đó nén tiếng thở dài. Khi đó, đồng ngũ và vợ mới túi lớn túi nhỏ chạy đến bệnh viện. Nghe tin dữ, họ không dám tin vào những gì đang xảy ra. Nhưng chỉ có đồng ngũ rơi nước mắt, còn người con dâu vội lật tìm chiếc túi trên người mẹ chồng, miệng liên thoát hỏi. Tiền tiết kiệm của mẹ để đâu? Có ai nhìn thấy không? Sau khi biết đó là con dâu và con trai bà lão, những người xung quanh không nói một lời. Bỗng nhiên, từ trong đám đông, một ông lão tóc bạc trắng bước ra. Đó chính là người đã giúp bà Lưu trong ngày đầu tiên bà Lan Bạc đến thành phố. Cô là con dâu bà lão ấy phải không? Không phải tìm nữa. Tiền bà ấy tích lũy suốt những năm qua đều quyên góp cho tổ chức từ thiện rồi. Tất cả là hơn 1,2 triệu nhân dân tệ dành tặng cho những người già cô đơn, trên người bà ấy không có tiền đâu mà tìm cho mất công ông lão nói ôi bà lão thật tốt bụng những người có mặt thốt lên chỉ có cô con dâu thất vọng ngồi bệt xuống đất than thở chúng tôi vất vả từ xa chạy đến đây mà chẳng được thứ gì tại sao vậy tại sao bà ấy không để cho chúng tôi dù chỉ một đồng chỉ có những cánh tuyết vô tri trả lời cho câu hỏi của người con dâu bất hiếu ở đời luôn có luật nhân quả phận làm con hãy nhớ phụng dưỡng cha mẹ dù là cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng đều là đạo lý làm người bất di bất dịch cùng thời gian làm trái đạo lý con người sẽ phải trả giá cho việc làm của chính mình những người ăn đất cuối cùng ở ngôi làng chuyện lạ việt nam Tường nổi tiếng với câu chuyện cả làng ăn đất được xếp vào hàng chuyện lạ Việt Nam, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã trở thành cái tên quen thuộc với giới nghiên cứu khoa học, địa chất, văn hóa. Đến nay, những khám phá về tục ăn đất cùng với động tác của món ăn này đến cơ thể con người đến đâu vẫn chưa có lời giải cuối cùng. Về thăm làng thống nhất khu 8 thị trấn Lập Thạch, Vĩnh Phúc, đúng vào ngày mưa xe lạnh, đang lúc đói bụng, bà khổng thì biện. Một người dân sống tại đây, năm nay đã gần 80 tuổi, lập tức mang món đặc sản ra mời tôi lót dạ. Lạ kỳ thay, thứ mà bà hớn hở mời khách lại chính là một vóc tay đầy đất. Chưa từng nghe ai nói đến chuyện không tiền cạp đất mà ăn, nhưng bà Biện lại nhớ rất rõ những năm tháng đói khổ phải sống nhờ chính vào những vóc đất đang cầm trên tay. Từ bé tôi đã được hôn bà, rồi bố mẹ làm đất cho ăn, đến đời tôi, con và cháu tôi, bây giờ vẫn còn ăn đất, tính ra cũng đã hơn 100 năm nay rồi. Bà Biện năm nay đã gần 80 tuổi, răng rụng gần hết, nhưng vẫn rất thích ăn đất. thấy khách tỏ ra ngàn ngại, bà Biện tươi cười giới thiệu, nhìn vậy mà ăn bùi, thơm và rất ngon đấy, bao nhiêu thế hệ ở làng này đều ăn mà có ai bị làm sao đâu. Theo lời bà, những năm chiến tranh đói khổ, dân làng thống nhất thi nhau đi đào đất để ăn lót già. Họ còn coi việc làm ra những chiếc bánh đất này là một nghề mưu sinh, cả làng rủ nhau xây lò đốt đất. Cứ sáng ra là các bà các mẹ bọc đất gói thành từng chiếc bánh nhỏ trong tàu lá chuối khô, rồi gánh đi bán dạo khắp vùng lộc Thạch, ông Khổng Văn Loa, chồng bà Biện chia sẻ. Ông Loa nhớ lại những tháng ngày đói khổ dựa vào đất mà sống, Ông kể trước đây món ăn này rất được ưa chuộng, cứ bán hết khoảng yên đất nung là kiếm được 20.000 đồng. Mỗi ngày gia đình ông bà bán hết cả một tạ đất, số tiền kiếm được đủ để mua cả yến gạo. Nhưng ngày ấy đói kém, không có gạo mà đông, tiền bán đất toàn để dành mua khoai, mua sắn, ăn chống đói. Hố sâu người dân đào lấy đất ngói non nay đã được lấp dần nhưng vẫn còn để lại một vài dấu vết. Gia đình anh Lai tích đất ngói non vào những chiếc bao tải vớt ở một góc nhà để già năng rừng Ông Loan năm nay đã 83 tuổi nhưng cũng không nhớ ai là người đã bày ra cách ăn đất. Ông chỉ nhớ cả đời ông gắn bó với cái nghề làm bánh đất. Ngày xưa bố tôi hay thèm ăn đất. Bố thường kêu mẹ ra chợ mua về rồi còn nói là nếu được ăn một vóc đất uống một ly nước chè thì có thể cuốc đất vỡ hoang cả ngày. Đến đời tôi bây giờ mấy năm nay dẫu bị móm nhưng cứ ngửi thấy mùi là lại nhớ nhất định phải đưa lên miệng nhâm nháp chưa đỡ thèm. Trưởng thôn thống nhất anh Dương Văn Việt chia sẻ, chính anh cũng không nhớ rõ tục ăn đất có từ bao giờ, chỉ biết từ khi còn nhỏ đã thấy người dân ở trong làng đi đào đất về làm thành món quà quê, được những người phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ yêu thích. Tôi còn nhớ những quả đồi xung quanh đây bị đào đến rỗng ruột, tạo thành những đường hầm, hố sâu mà ban đêm đi lại không cẩn thận có thể bị ngã xuống, không lên được. Tuy nhiên, anh Việt cũng cho hay tục ăn đất hiện nay đang dần bị mai một, hiện nay chỉ còn gia đình bà Biện giữ nghề làm đất vì số lượng người yêu thích món này gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Món ăn trong lòng đất được nấu chín bằng khói rơm. Chuyện đào đất lên ăn, Nghe thì rất lạ, nhưng tất cả người dân ở thôn thống nhất này thì không ai xem đó là điều đặc biệt. Thu đất này không phải là dạng thường, nó là đất sét cao lanh, người dân quen gọi là đất ngói non. Đặc biệt của nó là giòn, có màu trắng ngà, chịu được nhiệt độ cao. Những viên đất sau khi được đào lên được đem phơi khô, đây là loại đất sét cao lanh, người dân quen gọi là đất ngói non. Khi muốn ăn, người dân đem đất đã phơi khô ra vào hết phần bên ngoài, và chặt thành miếng vừa ăn. Sau đó họ nhóm bếp, rồi hông đất trên khối rơm nếp trong vòng 5 đến 10 phút, cho đến khi miếng đất có ngã màu vàng, hơi rắn chắc và giòn, thành phẩm là những viên đất vàng ươm. Từ trẻ nhỏ tới người già đều có thể ăn được, ăn đất được xem là một nét văn hóa của người dân nơi đây. Theo lời anh Khổng Văn Lai, một người dân trong làng, muốn tìm được đất ngói non phải đào sâu 6 đến 7 mét, tuy nhiên Quanh đây giờ chỉ còn lại một đến hai quả đồi có loại đất này. Sau khi đào được đất, người dân đem về phơi khô, tích trữ trong nhà. Khi nào muốn ăn, họ mang đất ra bào hết phần bên ngoài, chỉ giữ lại phần nhân trắng ngà ở bên trong và chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Những miếng đất này sẽ được làm chính bằng cách đem nung tạo ra thành phẩm gọi là đất ngói nung. Thực chất, công đoạn này chính là hông đất trên khói lửa của rơm nếp hoặc lá sim, lá ổi đất này ăn sống cũng được nhưng mình đem nung chủ yếu để hun khói giúp đất có mùi thơm nóng giòn vừa đủ chị khổng thì khuyên cháu nội bà biển chia sẻ Miếng đất sau khi đã trải qua đủ mọi con đoạn chế biến sẽ chuyển màu ngà vàng hơi rắn chắc và rất giòn chúng có mùi khói vừa thơm vừa hắc và khi ăn có chút vị bùi mặn người không quen sẽ rất khó nuốt thậm chí có khi còn nhổ ra nhưng ai ăn quen thì lại cảm thấy nghiện quen mùi nhớ miếng theo lời anh Việt, mấy năm nay tục ăn đất tuy không còn phổ biến như trước nữa, nhưng vẫn được xem là nét văn hóa truyền thống của làng thống nhất. Thỉnh thoảng vẫn có nhiều đoàn khách ghé đến đây tìm hiểu về phong tục này. Họ cũng đến tặng nhà bà Biện để hỏi mua với số lượng lớn đem về làm quà. Bèo tay Việt Nam vứt bỏ không tiếc, nhặt thanh đặc sản đắt đỏ tại Nhật Bản bèo tây có giá đắt đỏ thì ở việt nam đây là loài cây dại mọc tràn lan ở ao hồ được dùng làm thức ăn cho gà vịt lợn thậm chí một số địa phương còn phải chi hàng tỷ đồng để vớt bèo tây bỏ đi bởi chúng mọc quá nhiều ảnh hưởng đến sản xuất gần đây các loại rau dại quả dại ở việt nam trở nên có giá được bán siêu đắt đỏ ở nước ngoài như rau sam dương sĩ hay quả tầm bóp chúng được coi là những loại siêu thực phẩm có công dụng tốt cho sức khỏe trong số đó không thể không kể tới bèo tây bèo lục bình khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp lại hai chiếc thùng xốp chứa toàn bèo tây tại một khu bán cây hoa nhật bản đáng chú ý bức ảnh nhanh chóng trở nên hot bởi có hai tấm bảng gắn ở hai thùng bèo với nội dung in giá của một cây bèo là 80 yên nhật tức khoảng 16 000 đồng trên một cây nhỏ mức giá này được xem là vô cùng đắt đỏ khi bèo tây sống đầy ao hồ ở việt nam cũng với đó, VTC còn đưa tin ở Nhật Bản, người dân còn thường xuyên mua bèo tay trong siêu thị về ăn, làm gỏi, chữa bệnh hoặc dùng để lọc nước. Cây bèo tay được phát hiện ra có công dụng rất tốt khi đắp vết thương, mụn nhọt, giảm sưng tấy, chống viêm hiệu quả. Những thông tin trên khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi chúng là loại cây khá hot tại Nhật Bản. Bởi tại Việt Nam, từ trước đến nay vẫn có câu ví von, rẻ như bèo, do chúng mọc đầy ao hồ, kênh rạch tại khắp các vùng miền ở Việt Nam. Bèo tay được một số địa phương khai thác làm hàng thủ công mỹ nghệ, tuy nhiên số lượng không nhiều, một số ít nữa là các vựa trái cây dùng bèo tay để kê đệm hoa quả cho đỡ dập nát khi vận chuyển. Còn lại, đa phần bèo tây được dùng để làm thức ăn cho gà, vịt, lợn, người dân có thể tha hồ vớt bèo miễn phí về làm thức ăn chăn nuôi. Hay mới đây, một bộ phận rất nhỏ người dân ở Hà Thành thường tìm nguồn bèo tay sạch về chế biến thành các món ăn như canh bèo tay, nộm bèo tay, bèo tay xào thịt bò, xào tôm hay dùng bèo tay làm rau ăn lẩu. Xong, kiểu ăn này được cho là kỳ quặc, chơi trội, khi đây là thứ chuyên dành cho gia súc, gia cầm. Ở Việt Nam, bèo tay là cây dại mọc tràn ngập ao, hồ, sông, có địa phương còn chi tới gần tỷ đồng để vớt hết bèo tay ở một đầm. Ngoài ra, ở Việt Nam, lượng bèo Tây được khai thác là không đáng kể so với tốc độ sinh sản và phát triển mạnh như hiện nay. Thế nên một số địa phương phải bỏ ra công sức tiền của ra vớt bèo Tây bỏ đi. Hay mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc vừa phê duyệt mức kinh phí lên tới 800 tỷ đồng để vớt bèo Tây trên hồ Đàm Vạc nhằm đảm bảo cảnh quan cho hồ điều hòa lớn nhất thành phố Vĩnh Yên và cũng để đảm bảo luồng lạch trước mùa mưa bão. Trước đó, đơn vị chức năng của thành phố này cũng đã vớt hơn 14 hecta bèo tay trôi giặt trên mặt hồ. Tuy nhiên, do tốc độ sinh sản và phát triển quá nhanh nên bèo tay vẫn phủ kín mặt hồ đam vạc. Tương tự cách đó không xa, những cây bèo tay cao hàng mét cũng mọc và phủ kín một cánh đồng tài sản Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, khiến 2 phần 3 diện tích của cánh đồng này không thể sản xuất. Đáng chú ý, trước kia cánh đồng này đều là đất lúa hoa màu sản xuất 2-3 vụ trên một năm. Theo y học cổ truyền, ngoài tác dụng làm thực phẩm, bèo tây còn có vị nhạt, tinh mát, có tác dụng chữa sưng tấy, viêm đau như sưng bắp chuối bệnh tiêm bị áp xe, chín mé, sưng nách, viêm tinh hoàng, viêm khớp ngón tay, viêm hạt bạch huyết. Dân gian thường dùng phần phòng của cuốn lá giả nát, thêm muối từ 5 đến 8 g trong 100 g bèo đắp bó. Nhiều chuyên gia trong ngành cũng cho biết bèo tây có rất nhiều công dụng thế nhưng ở việt nam bèo tay được sử dụng quá ít đặc biệt ngay trong cách sử dụng đơn giản nhất là dùng bèo tay sạch mọc ở những nguồn nước sạch để ăn cũng ít người biết tới